Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Dear Trick or Heart, let's go. Ok. Play. Ready for action. Và thì mình sẽ đi giải cứu anh chàng này. Let's go. Stock up on ammo. Let's move. Nice. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ hai, Granny Chapter 2. Let's go, play. One day. Let's go. I see you. Rồi, đây là cơ hội để mình lên trên tầng 2. Got
không biết cái kia đang đi đâu rồi. Đây rồi. I see you. Mình sẽ lấy chiếc chìa khóa này. Sau đó thì mở cánh cửa đây ra. Ok, cho những cái này gọn vào trong. Các bạn phải học lái máy bay. Ok. Rồi mình sẽ dùng cái này để mở ra, tránh một con quái thú ở dưới nước. Okay, let's go. Không có gì ở đây. Còn một cái hộp. Mình xé cái này lên. Xem có chiếc chìa khóa để mở một lấy một khẩu súng không? Không có. Ok, vào trong này xem nào. Không có hộp gì đâu. Wow, cái này rơi tận dưới này. Oh my god, wow. Mà ta lên đây từ lúc nào vậy? Wow.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ 3, đi vào chiếc cơ. Let's go. Ok. Wow. Những quái thú này. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ tư, Slenderina 2D. Let's go. Ok. Bây giờ mình sẽ tiến sâu bên trong. Một chiếc chìa khóa nào. Không có gì đây. Đi tiếp nào. Căn phòng đầu tiên không có gì. Oh, có một chiếc chìa khóa. Căn phòng thứ hai xuống tầng hầm. Các bạn cứ đi xung quanh tất cả các căn phòng, sau đó thì tìm 4 chữ số này, 4 màu giấy. Rồi các bạn mở ra và lấy một món đồ nữa, đó chính là món để các bạn bật sáng khu ngôi nhà này. Rồi chui trong này. Đó rồi lại đi tìm tiếp. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game thứ tư. Thứ năm, Slenderina The School. Ok, let's go.
Ok. Ồ, con ma đã xuất hiện đây. Wow. Oh my god. Rồi mình sẽ đi lan can bên này. Tiếp tục nào. Wow. Oh my god. Ô, nhưng mà ở đây không có chiếc chìa khóa đâu. Mình nói lại xem. Không có thật. Wow. Rồi giờ thì mình sẽ lên trên tầng 2. Chết rồi, sao hết máu rồi. Giờ mình phải đi ăn bình máu rồi thôi. Ok, đã theo mình. Đó các bạn, cứ đi xung quanh tất cả các căn phòng, sau đó tìm 8 món đồ này. Và cuối cùng là các bạn phải đi xuống một phòng ở dưới cùng và lắp 8 món đồ này vào. Sau đó thì cánh cửa ở trên sẽ mở ra. Lúc đó thì các bạn sẽ phải được tẩu thoát khỏi nơi này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Beer Run. Let's go. Let's go.
ok, còn một đoạn nữa thôi là mình sẽ hoàn thành được chapter 1 này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Granny Chapter 1. Let's go. Số đây cho này mở ra xem có gì không? Không có gì ở đây. Đây rồi. Oh my god. Mình đang định gặp bà ta để bắn cho bà ta. Ai ngờ bà ta ra nhanh đúng lúc mà mình đang chuẩn bị quanh đầu. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tập game tiếp theo. Bắn lên. Let's go. Continue. Trên tầng 2 rồi. Khi nó lên tầng 2 thì các bạn sẽ phải xuống tầng 1. Ok, mình sẽ đi từng vòng 1. Chỗ này không có gì này. Thu thập những cái túi này vào. Đây có con mắt. Ok. Cửa phòng này bị khóa rồi.
rồi, nó đang ở tầng dưới thì mình sẽ lên trên tầng 2 luôn. Mở đây ra. Thu thập tất cả những thứ này nào. Đó, các bạn phải tìm tòi hết những căn phòng, những đồ dùng học tập. Cái nào mà mở được thì các bạn sẽ phải tìm tòi. Sau đó thì sẽ thu thập tất cả 20 chiếc túi và thu thập những con số. Trên này các bạn sẽ xuống một nơi, đó là dưới gầm. Ok rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.